Vâng, năm mới cho chúc cậu nhiều nhiều sức khỏe nhé. Nhiều nhiều may mắn nhé. Vâng. Mong về thăm nhà đây. Vâng. Vâng. Chào chào mẹ nhá. Vâng. Chào chào bác nhá. Vâng, về chào dì nhá. Vâng. Chào cả nhà. Vâng. Vâng vâng. Vâng vâng. Vâng vâng. Vâng. Chào đấy. Thôi để cháu cho ta. Năm nay là Tết Trung Bảy. Ờ, con đứng ở nhà Tết Trung Bảy. Nhưng chỉ có điều vào sau thì bóc không bóc được. Có để cho rồi cậu ơi. Nghỉ rồi. Chữ chữ viết kiểu này nó gọi là chữ gì? Dạ. Họa hình hình họa. Tức là do cái người họa sĩ. Nhưng mà nó thuộc dạng thư pháp, nhưng mà cái ông có kiểu tính họa sĩ, ông ấy phết phẩy thêm nó ra cái hình con nọ con kia. Này nó dùng dâu trưởng về cơm thắp hương các cụ đây. Đây rồi, ờ, ông em đây rồi. Các cụ đến chơi lâu chưa? À, chào nhá, chào bác trưởng nhá. Chào bác. Vâng. Các chú. Đấy. Đấy mới đi, nó nặng quá thì nó lại đổ. Bác trưởng như mày cũng... Cảm nghĩ của tôi xuân 2020 14/1/2020 âm nhân dịp dỗ mẹ. Các con nay tuổi đã già, em út nhất nhà cũng tuổi 70, chị cả 90, đó thôi. Còn lại, tất cả trên tuổi 80, đúng rồi, cậu em 77 tuổi đời, nhà ta như thế ấy thời quá vui. Tuy rằng sức khỏe mỗi người đâu còn khỏe nữa như thời ngày xưa. Mọi gia đình hạnh phúc ấm no, cháu con thành đạt ước mơ đẹp rồi, có bao chắc nữa đó thôi, xuân về thế đến mọi người hân hoan. Mẹ cha sinh 6 cục vàng, cháu con đã làm rạng rỡ vẻ vang ông bà. Đó là hạnh phúc của nhà ta. Mới có 2 con rể rời xa cuộc đời, ra đi quy luật mà thôi. Vì đời phía trước ta thời tiến lên. Xuân này canh tí đoàn viên, để ta vui vẻ xây nên cuộc đời. Chúc cho tất cả mọi người sức khỏe hạnh phúc, cuộc đời vinh hoa. Xuân này hơn hẳn xuân qua, làm nhiều việc tốt để ta trưởng thành. Chúng ta là con cháu của bố mẹ mình, canh tí sum họp thật tình quá vui, gia đình đẹp tiếng cười, gia đình đầm ấm cuộc đời mãi xuân. Xuân sau chắc chắn vui vẻ gấp nhiều lần xuân sau. Kết. Xuân về Tết đến có câu, đoàn viên sum họp ân sâu nghĩa tình. Cả nhà vỗ tay đẹp quá. Đây là cái bài thứ nhất, cái bài thứ hai là bài làm cho hiếu. Nhiều thì năm nay là vui rồi. Thế này, cái bài này là tổng hợp đấy. Tổng hợp. Bài này là từ từ tất cả cô cú vâng, cho đến cậu đó. Vâng, là tất cả rồi. Tất cả mọi người rồi. Đủ hết. Còn cái đà bài Hiếu thì trên làm riêng cho bài Hiếu. Bài đây này vừa đọc là tổng hợp. Đây bài Hiếu đây. Bài Hiếu đây. Tết Hiếu đâu rồi? Tết Trung Bảy. Đây. Bà Hiếu chắc nghe cái bài này là bà Hiếu rất phấn khởi rồi. Năm nay ăn Tết quá vui, xa quê từ đất nước người về quê, tiệp khắc tên gọi từ xưa, nay tên có khác tôi chưa rõ mà. Thế là bây giờ người ta nói là Cộng hòa Séc đấy. Hương Hằng về nước đường xa, về quê ăn Tết quê nhà quá vui. Mẹ cha nay tuổi cao rồi, bố 84, mẹ 8 tuổi 80 đúng mà. Một hoàng trưởng, một hoàng tử, một công nương, 5 công chúa kiêu sa, cháu chắt đầy nhà, thật sự đoàn đông vui, gia đình đẹp tiếng cười, gia đình đầm ấm cuộc đời vinh hoa.
Xuân này canh tí thật là, Tết này thật sự cả nhà đoàn viên. Bây giờ tôi viết nãy là tưởng cái con thằng Hùng nó về quê nhưng không phải. Có cháu từ mấy London chứ. Bây giờ có chất sinh ở London. Cái cả đúng, đúng, là có chất sinh ở London. Đấy, đấy. Biến tấu cái chỗ này là chuẩn luôn. Về quê ăn Tết có còn về hơn. Có con từ ở miền Nam về quê sum họp đoàn viên thần mừng. Năm nay không khí tưng bừng, vui xuân ăn Tết chưa từng có nghe. Đúng đúng vậy, chưa từng có. Việc vui nào bằng Tết ở quê, dù đi muôn nẻo vẫn nhớ về quê hương, nhớ về nguồn cội thân thương, nhớ về tiên tổ, tổ đường, nghĩa nhân. Chúc cho gia đình sức khỏe, hạnh phúc mãi xuân, cháu con thành đạt, tinh thần luôn vui, vui xuân ấm áp, cuộc đời nở hoa. Tình người nghĩa cử bao la, xa quê vẫn nhớ quê nhà thân thương. Ô, tuyệt vời. Nào ông thơ của ông viết cho nhà Dì Hiếu là tuyệt vời nhá. Hôm đó là cũng phải đưa để mấy nhà trai. Con nhá. Làm mấy bài thơ hôm đó cưới con thì cuông. Mấy cháu đây. Cháu đây tên gì nhỉ? Cháu Lâm, tên là Lâm. Cái gì Lâm nhỉ? Nguyễn Đình Lâm. Nguyễn Đình Lâm à? Đây là thằng em đây tên gì nhỉ? Cái gì? Minh à? Hồ Chí Minh nhá. Đây tên là gì? Gia. Đây tên là gì đây? Ngân à? Gia Ngân, Minh. Cái gì Minh nhỉ? Nguyễn Công Minh à? Ở đây là Giang gì nhỉ? Nguyễn Thị Hương Giang. Còn đây là Nguyễn Thị Ngân à? À. Xin Nguyễn Thị Kim Ngân nhỉ? Rồi. Trước đây bà Lan bà khỏe thì bà lên đi chụp. Gì lên được. Giờ các bà cũng đều già. Ê, hôm nay tôi làm cái bài thơ này là đang áp dụng cái hoàn cảnh nhà mình là chính sách đấy. Tôi nhớ là em quay qua đó. Có nghĩa là phải kết hợp bây giờ. Từ năm kia đến năm nay tôi nghỉ đau cái dây chuyền kim loại, cái đau dây chuyền kim liên trường, không thể làm mà đi đường dài chỉ khoảng 500 mét nè. Giờ đi đâu phải có người like. Bảo bà Thụy thì bảo cái Thùy nó đưa lên. Mấy năm nay rồi không đi được. Muốn lên chỗ này. Gì bị vậy nhá? Gì Hiền bị vậy gì cơ? Dạ rồi thì cứ đủ có bệnh. Không, tức là mình cũng phải có cái bài để tập nó đỡ đi. Thôi tập dưỡng sinh đi, dưỡng sinh. Ngày xưa cậu Đức là cũng bị cái dây thần kinh liên sườn là cái, còn không đứng thẳng được mà đi ấy. Liên tục sạc, mà bây giờ nó đi vẫy tay. Đi liên tục, sáng đi, trưa đi, tối đi. Án mà ba ông Đức. Ông Đức ngày xưa càng không đi nổi, về sau là tập là đi tốt đấy. Em cứ tâm năng, năm sáu năm nay là nhiều mà. Đi đỡ không? Cháu có cái bài là gì cứ nằm ngửa trên giường gì đạp chân này này, đạp như đạp xe đạp ấy. Gì ạ? Gì cứ nằm ở trên giường gì đạp chân ngửa, nằm ngửa xong đạp như đạp xe đạp ấy. Đúng rồi. Đỡ lắm. Cháu có đau lưng không đi, không ngồi được mà cháu đạp kiểu đấy đỡ. Nó cứ đau mỏi khi vâng. Đúng rồi, còn ngoài ra là chị gì bám vào cái thành ghế, một cái thành gì là gì vẩy chân thế này này. Đấy. Nếu mà vẩy được thì là cũng được, mà hai là nằm trên giường là cứ đạp như kiểu đạp xe đạp thôi. Nhớ cái này. Chị nắm chứ mà không bà đang đi đâu? Hả? Đi vào trường năm à? À, gì này, tiếp chầu đi.
chờ đứng nghiêm để cháu. Còn thì đứng nghiêm đứng nghiêm để cháu bạn. Bà nhà mình là chính thức là ngày bao nhiêu tháng riêng cậu nhỉ? 15. Vâng. Còn ông nhà là ngày bao nhiêu cơ? Ông mùng 10. 10 tháng 6. Mùng 9, mùng 10 tháng 6. Mùng 10 tháng 6. Nhưng mà chính thức ấy. Mùng 10 nhưng mà cũng rụt lại lúc ra mùng 9. Không, cháu hỏi cái ngày chính thức là mùng 10. Mùng 10. Còn bà là 15 đúng không? Bà là ngày 16. Sẽ dạng ngày 16. 16. Vâng. Vâng. Chú nhá. Vâng. Mời các bác ngồi về đây. Chú vào đây tí. Vâng. Đi xong rồi. Vâng, tí nữa Hùng về. Vâng. Chị đã làm chưa? Đi đứng với chú tí. Vâng. Bà sang chưa? Tí nữa mà. Vâng. Bác thi nhá, mấy anh em mình vào đây cho nó chụp cái ảnh. Ngày mới được ai, cháu mới được ai. Vâng, nhớ như con cháu nó nhớ. Quan trọng là bà ấy sáng tác cũng hay, bà ấy cũng vậy. Vâng. Vậy là rất bà cứ đội khăn phải không? Cứ đội khăn hả? Vâng, không, kể nhá. Tùy bà. Nha, tôi đọc nha. Đi chơi là lão Phật gia, người ta gọi bà lão Phật gia. Về nhà thì lại gọi là ô xin. Ô xin không được lĩnh tiền, chỉ được cái quyền tiêu thoải mái thôi. Đấy. Cái bãi tiêu thoải mái. Ô xin đẳng cấp cơ. Ô xin đẳng cấp tuyệt vời. Chùa chiền lễ bái vui chơi hội hè. Sáng sáng cà phê, sữa, chè. Bãi chuyên môn cũng thế. À thế à? Các cô hàng xóm, bạn bè sang chơi. Chơi đúng đến 10 giờ thôi. Ô xin làm việc không ngơi chút nào. Lúc tay thớt, lúc tay dao. Cơm ngon canh ngọt làm sao vừa lòng. Có lúc ngồi nghĩ lung tung, mình bao nhiêu tuổi hết vòng ô xin. Nhưng cũng lại rất tự tin, người rất nhiều tiền không mượn được ta. Ô xin cho đến lúc già, ngồi ngắm lại chuối hết bà ô xin. Đấy, cái câu kết này nó là rất dân dã. Câu ạ. Lại chuối thêm mà mới gà khỏa thân. Cái trước đó là ngắm lại chuối, ngồi sau lại chuối, ngắm. Rồi, cái câu cuối có thể là phiên bản 2 có thể chỉnh lý lại tí cho nó êm dịu hơn. Vâng. Tức là cái theo em ấy bài là rất hay, nhưng mà riêng cái câu cuối nó hơi thô. Không, nhưng là cũng là kết thúc là hết bà ô xin. Chết rồi thì mới hết. Mới hết cái nhiệm vụ là ô xin. Thế ta mới đọc cái bài thơ của tôi nhá. Xưa kia thất thập cổ lai hy, ngày nay bát thập có gì hiếm đâu. Hàng năm ngày xuân ở đây. Đấy, quay vào đây. Bà mẹ cho quay vào đây. Chúc mừng nhau họ trường. Năm nay thôn nhà 15 cụ thân thương, cây cao bóng cả dọc đường làng quê. Các con các cháu đòe hòe xa xăm vạn dặm vẫn về mừng vui, mừng cha mừng ông bà cha mẹ tuổi đời, thọ và trường thọ suốt đời thương cháu con. Mong sao khôn lớn vẹn tròn, đẹp người đẹp nết sắt son ở đời, thành đạt tỏa sáng khắp nơi, vẫn nhớ ra giết cái nôi sinh thành, quê hương đẹp tựa bức tranh. À, đình làng văn hóa sáng danh quê nhà, xuân về nở rộ muôn hoa, nông thôn đổi mới đang đà tiến lên, nhà nhà cao đẹp nắm thóc nhiều tiền, sống vui sống khỏe ấm êm gia đình, các cháu chăm chỉ học hành, đỗ đạt học vị sáng danh bảng vàng. Năm mới xin chúc dân làng nhà nhà hạnh phúc an khang đẹp giàu, kính chúc các cụ mạnh khỏe sống lâu, về đích 100 tuổi chưa trầu diêm vương, bách tuế chưa lên thiên đường, tuổi cao gương sáng thọ trường 100 năm. Đúng rồi, cả nhà vỗ tay hay quá chú ơi. Chú vỗ tay cùng đi, chú vỗ tay đi.
đẹp chứ. Đọc có bài, một bài của tôi bài. Vậy nè. Mùng Thọ là bác đọc ở ngoài đấy. À thế à. Ấy hôm Mùng Thọ tôi chắc theo bài này. Đấy, hôm nay dỗ bà ngoại. Bố cháu thì đọc mấy bài thơ cho cậu Đức mới dì Hiếu. Còn chú này có hai bài thơ của hai chú mới dì. Vâng. Bài cho vui các bài là vui xin. Các vị rất tâm đắc và bài rất lạc quan. Đấy, có bố cháu nó có bài thơ cho tất cả các anh em nhà ngoại nhà mình. Mới mà riêng bài thơ cho dì Hiếu. Đấy, đặc biệt. Đặc biệt có mỗi cái là bố chắc không biết cái thông tin là năm nay Phương Anh nó về. Đấy, bằng ở bên Anh. Thế là bố cháu này chữa luôn là có cháu sinh ở bên Anh. Đấy, thì rất hay. Có cháu sinh ở bên Anh. Đấy, rất là tuyệt vời nhá. Tí là chú xem cái bài thơ của bố cháu. Vâng, cháu con trai sinh ở bên Anh rồi. Vâng. Đấy. Quá tuyệt vời. Con trưởng nhà chú Hiếu với... Trưởng nữ. Vâng ạ. Dạ. Cái bài này thì rất khỏe, nhưng mà cái bài này là đúng là sắp sửa từ đây. Gọi là tốt rồi. Gọi là phải ra tay giúp dân làng chứ. Làng ta mà này. Thế lúc đầu thì không nhận, nhưng mà họ bảo là thì ở ăn ở vì dân vì làng mình không làm không nhận. Làm sao được? Đấy, chính xác. Đấy. Đẹp trai nhờ, đẹp trai bác nói sai rồi. Vậy là đẹp lão. Rồi. Vâng. Cho cháu lên. Thì cứ nói dâu giả cho nó nhẹ nhẹ. Đây đứng bên này thắp hương về cả. Chú Hùng vô chơi hẳn hương đen thơm. Trong gài, có khi gài vào những cái kia. Rồi, cứ thắp ở giữa đi. Còn cái bên này, cứ chạy sang bên này thắp. À, bên này đưa cho cậu thắp cho cũng được. Cậu ơi, cậu thắp cho Hùng cái thơm hương. Ơ, đừng để khuất ảnh ba, để lộ ảnh ba ra tí. Rồi. Rồi. Đi.
bố trí cả nhà cái cậu ơi. Hôm nay dỗ mẹ vui câu con cũng chắc mọi người hân hoan, gia đình thật sự giàu sang, cuộc sống đang hòa quả thật mừng vui. Xuân nay xin chúc mọi người sức khỏe anh vui năm mới, dân gian xin chúc mọi nhà an khang, thịnh đón bao mùa tình người, gia đình đầm ấm vui tươi, cuộc đời là cả cuộc đời nở hoa. Hay quá. Cháu đẻ giống cảm nghĩ của tôi trên 2020 14 tháng 1 2020 mẹ con đẻ giống. Để bây giờ tôi đọc theo kiểu hát sẩm nhá. Dạ. Sẩm nó hay đúng không? Dạ. Cậu biết mở cái bài hát sẩm nó hay đấy. Các con nay tuổi đã già thì em út có nhà bảy người. Úi chị em là em út tôi đã 70 đấy, chị cả cũng đã 90 đó thôi, còn lại cũng đã chết đã 10 đúng rồi, cậu em 77 tuổi đời, nhà ta như thế ấy thời quá rồi. Xin đặt sức khỏe mọi người đâu còn sức khỏe như thời ngày xưa. Đúng rồi, mọi gia đình hạnh phúc ấm no, cháu con thành đạt ước mừng đẹp rồi, có bao chất nữa đó thôi, Tết về xuân về Tết đến mọi người hân hoan, mẹ cha xin cháu phục vàng, cháu con đã làm đáng giá vẻ vang, ông bà đó là phúc của nhà ta mới có hai con rể rời xa cuộc đời, ra đi quy luật mà thôi, vì đời phía trước ta thời tiến lùi, xuân này canh tí đoàn viên để ta vui vẻ xây nên cuộc đời, chúc cho tất cả mọi người sức khỏe hạnh phúc cuộc đời hoa. Xuân này hơn hẳn xuân qua, làm nhiều việc tốt để ta trưởng thành, ta là cháu con của bố mẹ mình, canh tí chung họp thật tình quá vui, gia đình đầy ắp tiếng cười, gia đình đầm ấm cuộc đời mãi thân, xuân sau chắc chắn vui vẻ gấp nhiều lần xuân nay, kết xuân về Tết đến có câu đoàn viên sum họp ân sâu nghĩa tình. À, hay quá. Đấy, hai lời bài tặng gửi nước canh chứ vui rồi, nhớ ngày dỗ mẹ mọi người về quê, ông tặng đâu phải một nghề hương hoa lễ món đâu hề khó. Đang đồng nhân món là tình cháu con hiểu nghĩa ban lần, mẹ ta nuôi dưỡng bao năm cháu linh mẹ nằm đau phần con, khi con trưởng lớn con cả trong những bó có còn khi con mẹ cha quấn lưới trong hôn thật giàu, mẹ cha đã quấn từ lâu, nay ngày dỗ mẹ hơi giàu ấy vui, có cháu đã gần 70, có chắc của cũ cuối đời cũng ai được hết rồi. Hết
trường đất nước người về quê tiệc khắc tên gọi từ xưa nay tên cô khác tôi chưa đó mà đúng rồi nay là làm dương tặng hai cháu đấy dạ. Còn mà xét nữa dạ. Hương hàng trường nước từ về nước người ta về quê tết quê nhà quá muôn đời ta riêng cho hai cháu mẹ cha nay tuổi cao rồi bố trắng trưng mẹ đúng rồi. Một hoàng tử, một công nhân, năm công của triều ta. Đẹp hết, thi đấu rất là người đó. Cháu về nhà thật sự anh em gia đình đầy ắp tiếng cười, gia đình đầm ấm cuộc đời vinh hoa. Ok, xuân này canh chín thật là tết này thật sự cả nhà đoàn viên. Có cháu từ mãi London mới chân nhập đúng là London đúng rồi đây. Có cháu sinh ở London đúng rồi London. Về quê ăn tết có còn gì hơn? Có con từ miền Nam về quê xung họp và quê luôn mừng. Năm nay không khí tưng bừng, vui xuân ăn Tết chưa từng có nghe. Vui nào bằng Tết ở quê, dù đi muôn nẻo vẫn nhớ về quê hương, nhớ về nguồn cội thân thương, nhớ về tiên tổ tổ đường nghĩa nhân. Chúc cho gia đình sức khỏe, hạnh phúc mãi xuân. Chúc cháu con thành đạt, tinh thần luôn vui, vui xuân ấm áp, cuộc đời nở hoa, tình người nghĩa cử bao la. Xa quê vẫn nhớ quê nhà thân thương. À, sao mà lại nhà thương thật? Hôm nay dỗ mẹ vui, cháu con cũng chắc mọi người gia đình thật sự giàu sang, cuộc sống đang hòa quả thật mình vui. Xuân nay xin chúc mọi người sức khỏe, anh vui năm mới. Xuân nay xin chúc mọi nhà an khang, thịnh vượng bao mùa tình người, gia đình đầm ấm vui tươi, cuộc đời là cả cuộc đời nở hoa. Canh chín vui rồi nhớ ngày dỗ mẹ mọi người về quê. Không cần đâu phải một nghề hương hoa để món đâu hề khó khăn. Đàn 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 ban lành mẹ ta nuôi dưỡng bao năm, cháu linh mẹ nằm đau phần con, khi con mày lớn con đã trong đứng đó có còn gì không, khi con đang 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 mẹ cha quấn lấy trong con thật giàu, mẹ cha đã mất từ lâu. Nay ngày dỗ mẹ hơi giàu ấy vui, có cháu đã gần 70, có cháu của cũ quê đời cũng ai được hết rồi. Các con nay tuổi đã già, thì em út có nhà bảy người, em là em út tôi đã bảy người, chị cả cũng đã 90 rồi, còn lại cũng đã trên 80 đúng rồi. Cậu em 77 tuổi đời, nhà ta như thế ấy thời quá vui. Tuy là sức khỏe mỗi người đâu còn sức khỏe như thời ngày xưa. Đúng rồi. Mọi gia đình hạnh phúc ấm no, cháu con thành đạt ước mơ đẹp rồi. Có bao chất nữa đó thôi,
Tết về xuân về Tết đến mọi người hân hoan. Mẹ cha xin cháu phục vàng, cháu con đã làm đặng giá vẻ vang. Ông bà đó là phúc của nhà ta, mới có hai con rể rời xa cuộc đời. Ra đi quy luật mà thôi, vì đời phía trước ta thời tiến lùi. Xuân này canh tí đoàn viên, để ta vui vẻ xây nên cuộc đời. Chúc cho tất cả mọi người sức khỏe, hạnh phúc cuộc đời vinh hoa. Xuân này hơn hẳn xuân qua, làm nhiều việc tốt để ta trưởng thành. Ta là cháu con của bố mẹ mình, canh tí chung họp thật tình quá vui. Gia đình đầy ắp tiếng cười, gia đình đầm ấm cuộc đời mãi xuân. Xuân sau chắc chắn vui vẻ gấp nhiều lần xuân nay. Kết xuân về Tết đến có câu đoàn viên, sum họp ân sâu nghĩa tình. À, hay quá. Đấy, bye bye, bye. Tặng